Rồi, bắt đầu vào bài khóa chân đẩy cao tạ đơn tập bụng từng bên. Với bài tập này thì các bạn đầu tiên các bạn cần một cái là các bạn khóa cái chân của các bạn lại. Thì các bạn có thể nhét chân vào gầm bàn, gầm giường, gầm tủ hoặc là cầm tạ đơn lớn để các bạn giữ tạ, giữ chân cố định với các bạn. Này, rồi các bạn sẽ ngồi ra xa một xíu như vậy. Rồi, với bài tập này các bạn sẽ đẩy tạ thẳng lên trên, mắt các bạn sẽ nhìn hướng lên trên như thế này. Với nữ thì các bạn sẽ không cần phải ngồi thẳng dậy, còn nếu mà bạn có thể ngồi thẳng dậy như thế này thì sẽ tập vô cơ hơn rất là nhiều, nhưng cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Nhớ nha. Rồi, tay của bạn sẽ hơi giữ phần đùi của các bạn. Ví dụ bài tập cần 10 cái thì hãy tập đều 10 cái một bên chân. Khi đẩy lên thì thở ra, khi xuống thì hít vào. Và hãy tập đều từng bên chân. Nhớ, đẩy cao và cảm thấy gồng và co và ép cơ bụng vô hết cỡ. Đẩy thẳng cao lên như thế này. Đó. Rồi, hít thở đều bài tập này. Lên, thở ra, xuống, hít vào. Đó, kiểm soát, cố gắng lựa chọn tạ phù hợp với sức của bạn ở bài tập này. Và hãy tập đúng số lần, số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Hãy cảm nhận làm sao để không bị mỏi cổ, không mỏi lưng, nhưng chỉ mỏi phần cơ bụng của bạn khi tập bài tập này. Hãy gồng cơ bụng thật chặt. Rồi, chúc các bạn tập tốt bài tập này.